Một phòng họ chỉ cho các giường xếp như thế này và họ trang bị cho đầy đủ nước, chăn, mùng mền. Đây là cái view ha. Khu vực vệ sinh thì cứ mấy phòng thì sẽ có một cái khu vực vệ sinh, một dãy vệ sinh. Các bạn thân mến, đây là địa điểm cách ly tại huyện Bầu Bàng. Trước mặt đây là một cái khu đất dự định họ sẽ làm khu công nghiệp. Sau khi nhận phòng thì tôi vừa mới nhận phòng xong và bắt đầu bước vào phòng cách ly. Phòng được không em? Phòng tốt không? Tốt lắm hả? C2. Đồng chí Trung, mình ở chung phòng à? Ở đâu? Hả? Đây C22 là phải đây không? Đúng rồi. Ở đây. Hả? À, phòng là 4 người đó. Ok, sao? C2. 11C2. Đây người ta kêu vô đây luôn. Rồi, cái đồ mình vô được chưa? Đây xem. Các anh chị cô chú